Hội cựu chiến binh xã Cương Gián cũng vừa tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Từ năm 2017 đến nay, hội viên cựu chiến binh xã Cương Gián đã tham gia xây dựng 5 vườn mẫu, trồng trên 1,3 km hàng rào xanh, xây mới 1,2 km tường rào, huy động hàng trăm ngày công xây dựng công trình vệ sinh, hố xử lý rác thải. Đồng thời, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, giúp hội viên vay vốn, lãi suất ưu đãi trên 4 tỷ đồng cho 79 hộ gia đình hội viên vay, phát triển kinh tế. Tỷ lệ hội viên nghèo đầu nhiệm kỳ là 0,33%, đến cuối nhiệm kỳ không có gia đình hội viên nghèo. Bên cạnh đó, hội còn đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia các cuộc vận động, gây quỹ vì người nghèo, nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Với tinh thần đoàn kết, tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh xã Cương Gián lần thứ 8, nhiệm kỳ 2022-2027, đã bầu 16 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới. Ông Trần Văn Trương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã, nhiệm kỳ 2022-2027.